Netizen khuyên Harry Won, tiếng Việt không sõi thì bớt màu mè. Bà xã Trấn Thành 5 lần 7 lượt làm các nghệ sĩ xí hổ. Trước có Châu Bùi trở thành nạn nhân của Harry Won vì phát âm sai cách. Xin chúc mừng Châu Bùi. Châu Bùi. Châu Bùi. Nay có em Ly nhận rổ vật liệu xây dựng chỉ vì bài post gây tranh cãi của Harry. Tất cả đều do giọng điệu lơ lớ, không dành tiếng Việt gây ra. Hoạt động trong showbiz Việt được 10 năm có lẻ, song Harry Won tới thời điểm hiện tại vẫn làm netizen phải tranh cãi vì giọng điệu lơ lớ, không dành tiếng Việt của cô. Thật ra, việc Harry Won nói tiếng Việt không sõi có thể được tha thứ, thậm chí đôi lúc người ta còn thấy nữ nghệ sĩ rất dễ thương bởi những pha sai chính tả được ông xã Trấn Thành chỉnh sửa dùng. Nhưng mặt khác, netizen lại cho rằng Harry Won đã không sõi tiếng Việt thì mình nói chuyện bình thường thôi, bớt màu mè lại tránh gây ảnh hưởng tới người khác. Đã không ít lần Harry Won khiến đồng nghiệp của mình rơi vào tình thế khó xử chỉ vì cách phát âm, cách sử dụng tiếng Việt của cô chưa tốt, gần nhất chính là Emily. Theo đó, sau khi đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2024 kết thúc, Emily dừng bước ở top 5 và bắt đầu xuất hiện nhiều lời tranh cãi trên mạng xã hội. Để bênh vực người em, Harry Won đã đăng tải bài viết nhận xét về Emily. Cô cho rằng Emily là một cô gái nghị lực, ngoan hiền và nhường vì mọi người. Nữ ca sĩ Hương Đêm Bay Xa cũng khẳng định bản thân chưa từng nghe thấy ai chê trách Emily trong showbiz. Ngay sau đó, nhiều bình luận được đưa ra cho rằng Harry Won có ý nói Emily nhường khi thi Miss Universe Việt Nam. Đáng nói hơn, nhiều cư dân mạng còn nghĩ sâu xa tới nỗi chữ nhường mà Harry nhắc tới có ý Emily nhường Kỳ Duyên đăng quang hoa hậu. Tranh cãi nổ ra khiến Harry Won phải vội vã lên tiếng đính chính cho biết do tiếng Việt của cô không dành. Cuối cùng, bà xã Trấn Thành đã xóa bài đăng để bớt ồn ào. Không ít cư dân mạng cho rằng bài đăng của Harry Won như thêm dầu vào lửa bởi Emily đang bị ghét sẵn, thêm chữ nhường không rõ ý của Harry Won càng làm người đẹp sinh năm 92 bị bàn tán. Vậy là bênh không được, thương không xong, còn làm đồng nghiệp vướng thêm một mớ drama. Thực tế, đây không phải lần đầu Harry Won khiến đồng nghiệp của mình rơi vào tình thế khó xử chỉ vì khả năng tiếng Việt hạn chế của cô. Trước đó, Châu Bùi cũng trở thành cái tên được bàn tán vì màn phát âm hơi sai của Harry dành cho người yêu Bin Z. Tất nhiên, Harry Won không hề cố ý, nhưng việc cô không cẩn thận khi đọc tên, còn cô nói bằng giọng lơ lớ tại lễ trao giải đã mang tới rắc rối cho Châu Bùi.